À, trong đây là một cái khu chợ mọi người ạ. Ôi đấy, dừa này mọi người này, dừa mọi người mà sang đây uống là đắt lắm nhá. Còn như nước thì nó chia sẻ các bạn. Cái cô của mình tiếng Trung mình chả hiểu. Đó thì đây đây, mọi người vào đây thì mọi người sẽ thấy một cái khu như thế này. Đó, bên kia là Việt Nam mình mọi người. Không biết có điện không ta? Chắc không có đâu. Có điện thì mình lại gần mình rờ chắc giật chết. Không có điện. Mọi người thấy không? Kia là cầu Ca Long mọi người. Kia là Casino Hồng Vận ở Việt Nam mình nhá. Đứng từ phía Việt Nam mình thì nhìn sang bên này thì là một hàng rào thép gai. Còn mọi người đứng ở đây thì mọi người nhìn này. Để mà đi kia mà đi vào đây được cũng không thể, mà đi từ trên đi xuống cũng không thể mọi người ạ. Để ở trên này có một cái hệ thống thép gai dày đặc như này. Nó khá là dày mà nó khá là sắc bén luôn mọi người ạ. Ngày xưa ấy, cái thời trước ấy, cách đây hơn chục năm ấy mình có đi, thì mình đi cái đường này cũng đi được này mọi người này. Ở dưới đấy mà có thuyền mà. Mình đi thuyền mình đi sang đi về thoải mái. Nhưng mà sau này thì Trung Quốc người ta siết chặt này. Trung Quốc người ta siết chặt này, người ta không có muốn cho Việt Nam mình tự do mà hay là qua lại kiểu mà như vượt biên đấy. Đó, nó làm như thế này. Đó. Đấy, kia có một cô gái người Trung Quốc. Ở bên này mình thấy là người ta khá là sạch sẽ mọi người ạ. Khá sạch luôn. Thì các cô chú không, những người bán hàng rong ấy không để mà dơ ra đường đâu. Người ta tới đâu người ta quét tới đấy à. Khá là sạch luôn. Đây là một con hẻm ở bên Trung Quốc mọi người. Người ta bán khá là nhiều các mặt hàng. Và mọi người thấy không? Người ta trang bị, quên trang trí rất là đẹp luôn. Ở trên nó đẹp rồi, ở dưới người ta trang trí thêm các cửa hàng như này khá là sống động luôn. Nếu mà mọi người đi chợ ấy, đi mua đồ ấy, mình nghĩ rằng phải vào bên trong sâu một chút nữa thì mọi người sẽ tìm được những cái cửa hàng chợ búa mọi người mua nó rẻ hơn. Còn nếu mà mọi người mua ở đây thì mình nghĩ giá cũng khá là cao. Đây. Chắc khu này khu cho thuê xe điện mọi người này. Hôm nay mình không có thuê đâu mọi người ạ. Để ngày mai ngày mốt mình đủ thêm một số anh em nữa thì mình sẽ thuê. Thuê thì có người lái, có người chạy, có người quay. Chứ một mình cũng không biết đường nữa cơ. Tí nữa thì vào sâu một chút nữa thì mạng nó hết thì cũng không có Google mà chạy. Trời đang mưa mọi người ạ. Công nông bên Trung Quốc mọi người. Xe công nông ạ. Việt Nam gọi là công nông, còn không biết Trung Quốc nó gọi là gì. Đây là có một cái khu như kiểu khu nhà hoang mọi người. Đó. Nhìn khá là cổ kính luôn. Công nông ạ. Mưa to rồi. Mình đi kiếm chỗ nào trú mưa thôi mọi người ạ. Trú mưa thôi. Ô, mưa to lắm. Bên này còn khá là nhiều cái thứ là mới lạ mọi người ạ. Đặc biệt là cái bánh như cái bánh bánh như cái bánh mì to hơn bàn tay mọi người ạ. Nhiều, rất là nhiều cửa hàng luôn. Thế là bên này là mọi người có thể thoải mái vừa đi ăn vừa đi chơi này, mình cho mọi người xem. Đó. Bánh kiểu như bánh trứng mọi người, khá đẹp luôn. Mình mới ăn sáng này mình không có ăn. Một chút nữa mình sẽ quay lại mình ăn thử thức. Có người Việt à? Cô bán. Mấy cái món này gọi là món gì cô?
phở đây. Sáng phở. Sáng phở nhưng mà nó làm con này vừa ăn bên kia, con bảo là một chút nó làm tiếp. À, một cái này thì bán bao nhiêu tiền cô? 2,5 đồng một cái. Ở đây đều về hết rồi cô. 2,5 đồng một cái nha mọi người nhá. Cô là ở bên này hay là cô ở bên Việt Nam sang? Ở bên này luôn hả? À. Quê cô ở đâu ấy? Hòn Gai hả? À, cô ở Hòn Gai mình. Rồi sang mọi người vào cái chỗ ẩm thực đấy có cô bán ngay đây này. 2,5 đồng một cái mọi người nhá. Cảm ơn, cảm ơn cô nhá. Dạ, chào cô. Khá đẹp luôn. Ăn bánh à? Dạ. Ăn đây. Chút nữa nữa. Cái này là bao nhiêu đồng một cái cô? 5 đồng một cái ấy. 5 đồng một cái. Lấy có một cái. À. Mình nhìn thấy nó rất là bắt mắt mình. Đi cài. Có. Cái không? Là ăn một cái không à? À 5 đồng tiếng Trung gọi là gì cô nhỉ? Ừng măn. Ừng. Tiếng phổ thông là ừng khoai mọi người nhá. Còn ở đây có tiếng Mặc Và mọi người ạ. Mặc Và là ửng măn, ửng khoai. Cái mà ra cái này là 5 đồng mọi người ạ. Rồi xin xin. Ở đâu rồi? Má hảo, thăng thăng. Xin xin, thấy chưa? Hảo chi? Cho thằng mình lại mà. Ô, nó nóng. Nóng. À, hầu như nói chung là mình thấy rất là nhiều cô chú người Việt Nam mình. Ôi trời, cái quẩy to chà bá mình nhỉ. À, mình thử hỏi cái này xem bao nhiêu đồng nhé. Tôi sủ chén à? 5 đồng. Không. Ý là nó. Yêu lãn lấy đây giờ sân này nó khó hơn. À xin xin. Ở tí nữa. Tí quay lại một. Tí sẽ cho nó đã bảo. Tại vì cô cứ kiểu, à đây đây đây, mình cho mọi người xem. Sầu riêng. Sầu riêng mọi người ạ. Mua một cái bánh này là mình thấy ưng ý rồi mình ạ. 5 đồng mọi người nhá. 5 đồng tính ra nó là 17 ngàn. 17 ngàn tiền Việt. Đây. Dừa là 2 đồng. Cái trái này trái gì 6 đồng mọi người. 6 đồng 2 đồng. À, người Trung Quốc thì người ta khá thích uống dừa và đặc biệt là sầu riêng mình. Sầu riêng là một cái món mà à, sầu riêng này thì mình nghe nói là bảo là sầu riêng của Thái Nam là nhiều, Thái Nam rất là ngon. Sầu Thái á. Nhưng mà mình nghĩ không nhầm thì sầu riêng đây giá cũng khá là cao. Đó. Tính tiền mọi người sẽ quét cái WhatsApp này. Đó. Ở đây là người ta thanh toán bằng WhatsApp không mọi người ạ? Mấy cô này, mấy cô người Trung Quốc ạ. Sầu riêng nó đỏ rực luôn mọi người. Cái này là muốn chín, muốn bung lên luôn rồi. À, xin chị ạ. Không biết là quay nhạc Trung Quốc nó có bị dính bản quyền không mọi người ạ? Mắc tiểu mình ạ, giờ phải đi vệ sinh. Mình xem rằng là vệ sinh ở bên Trung Quốc có khác gì so với Việt Nam không? Thành công rồi. Ở bên Trung Quốc thì người ta không sử dụng cái bồn cầu ngồi đâu mọi người nhá. Cái bồn cầu mà ngồi cao á thì người ta chỉ ngồi cái bồn cầu như này thôi. Giàu nghèo gì người ta cũng dùng cái bồn cầu đấy hết á. Mình nghe đâu người ta bảo rằng là nếu mà dùng cái bồn cầu kia thì kiểu như là ngồi mông chạm mông rồi là nó sẽ nhiễm vi khuẩn á, kiểu như người này ngồi xong người kia ngồi nó sẽ dính vào. Ho mọi người thấy không? Hiện tại thì mình thấy rất là nhiều xe điện như này. Mình nghĩ không nhầm thì đây là những cái xe điện công cộng của bên Trung Quốc mọi người. Thì để mà đi mà trải nghiệm được ấy, thì phải có một cái kiểu như là ứng dụng gì đó
và mình quét rồi mình khai báo rồi mình mới đi được. Hôm nào mình sẽ tìm một số anh ấy, ở bên này này, anh biết tiếng Trung á, anh hỏi xem là những xe điện như thế nào. Đó, thế để đầy đường này, mà có thể là để cho gọi là gần như là ai cũng đi được ấy. Mình thấy có mấy anh kia anh lại anh ấy đi mà rất đơn giản thôi. Mình thì mình không dám lấy đâu mọi người ạ. Không biết rằng là cho thuê hay là xe điện công cộng. Thì khả năng mình nghĩ là xe điện công cộng là cao hơn mọi người ạ. Thì cho thuê ấy, thì sẽ có người người ta đứng ở ngoài đây cơ. Nhưng mà đây không có ai hết đâu. Ở bên trên ngoài đây, ở bên Trung Quốc đây thì hầu như là đến 90% xe điện mọi người nhé. Xe điện không à, nhưng mà xe điện thì rất là đơn giản như này. Bên này mà để mà bảo là ăn trộm ăn cắp thì khó lắm mình ạ. Camera dày đặc ạ. Hình như mình đang đi ngược bên á. Mình phải đi sang bên kia mình ạ. À mọi người thấy không? Có hai em bé đi qua đường ấy. Hầu như tất cả các xe người ta đều ngừng lại để cho các em đi qua đấy mình ạ. Đấy có hai em bé vừa qua đó. Ờ kể cả mình để ý rồi, kể cả các đèn xanh ấy có thể được đi ấy, nhưng mà người đi bộ mà đang đi qua là ô tô người ta cũng dừng lại luôn mọi người nhá. Ở bên Trung Quốc này thì mình biết một cái đặc điểm ạ, là người ta rất là sợ bị phạt đấy mọi người. Tại vì mỗi một người mà có cái bằng lái xe ấy, thì sẽ được khoảng là 12 điểm. Mà mỗi một lần mà vượt đèn đỏ hình như là bị phạt 6 điểm đấy mọi người. Vượt đèn đỏ phạt 6 và không nhường đường cho người đi bộ phạt 3 phạt 4 gì đấy. Thì nếu mà vi phạm khoảng là 3 4 lần là coi như hết 12 điểm đó thì người ta sẽ phải là đăng ký và học bằng lái xe lại. Và để mà đăng ký và học được một cái bằng lái xe bên Trung Quốc thì rất là khó khăn mọi người nhá. Và nên người Trung Quốc rất là sợ. Đặc điểm là đi ô tô mà đã có rượu có men là không bao giờ dám đi. Và gặp trẻ em và em bé thì mọi người đi đấy, người ta đang đi bộ qua đấy. Từ mình xem có ai mà đi đây này. Hầu như là người ta đều phải nhường hết mọi người, gần như là người ta không có cố tình đi qua đâu. Kìa mình gặp một đội mấy cô gái nhỏ à, kiểu các bạn ấy đi xe kiểu xe công cộng á. À, nó kiểu như xe đạp công cộng ở Việt Nam mình mọi người. Có nghĩa là quét một cái mã gì đó, bắt đầu là nó chạy bắt đầu là đi. Đi khi nào mà không đi nữa thì mang về đấy trả. Mà mình nghĩ rằng xe này cũng sẽ có hệ thống theo dõi á, để khỏi người khác lấy á. Đấy. Đấy. Chú quét xong chú lấy đi này. Mình thấy ấn tượng nhất là ở Trung Quốc này mọi người này, là cái điều mà gần như là ô tô không bóp còi mình ạ. Ô tô không bóp còi, chỉ nâu nâu, gọi là có khi mình đi cả tiếng ấy, mình thấy một chiếc xe máy ấy, xe điện ấy, người ta bóp còi tít tít thôi. Còn bình thường ô tô đấy, mọi người thấy không? Ô tô chạy hàng dài này. Ờ, đây là cái lý do tại sao ô tô không bóp còi mình ạ. Người ta cấm mọi người ơi. Trên vỉa hè đấy thì xe đạp và người đi bộ được phép đi này. Vỉa hè, xe đạp và người đi bộ. Ở dưới đây thì tốc độ là 40 à. À, cái biển nó cũng giống giống y chang bên mình mọi người ạ. Cấm đậu à. Đó. Ô tô này, đường đi ô tô. Đó. À, đặc biệt là cấm còi mọi người ạ.